phụ huynh đóng quỹ lớp 70 triệu nhưng tháng đầu cô đã thông báo xài hết 66 triệu, hiệu trưởng nói gì? Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng về một bảng thống kê các khoản thu chi đầu năm của một lớp học. Theo đó, một vị phụ huynh đã gửi thống kê thu chi đầu năm học mới vào nhóm chung. Trong bảng thu chi thể hiện, lớp có 47 học sinh đóng quỹ, có một bạn đóng 1 triệu đồng, tổng thu là 70 triệu đồng. Tính đến ngày 2 tháng 10, quỹ lớp đã chi hết gần 66 triệu đồng cho các khoản. Cô chủ nhiệm 5 triệu, máy lạnh 38,4 triệu, máy chiếu 12,8 triệu, kệ dép 1,7 triệu, sơn lớp và công thay bóng đèn 3 triệu, ghế giáo viên và tủ 2,5 triệu, vệ sinh sàn và lớp học 1 triệu, bóng đèn 990.000 đồng, khăn trải bàn 385.000 đồng. Trừ các khoản chi, quỹ lớp này còn hơn 4 triệu đồng. Vị phụ huynh chia sẻ thêm, từ nay đến cuối học kỳ 1 sẽ còn vài hoạt động và lễ Tết. Em xin phép báo cáo tiếp trong buổi họp phụ huynh cuối học kỳ 1 ạ. Bản thống kê thu chi này ngay lập tức đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đa số đều tỏ ra ngỡ ngàng vì năm học mới chỉ bắt đầu được khoảng 1 tháng, nhưng lớp này đã chi gần hết quỹ lớp với con số lên tới 66 triệu đồng. Được biết, bản thu chi nói trên là của lớp 6A5, trường trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin được cô Nguyễn Thị Hoài Bắc, hiệu trưởng nhà trường xác nhận. Trao đổi trên tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Bắc cho biết, sau cuộc họp phụ huynh vào ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 6A5 có đề xuất nhà trường cho phép gắn hai máy lạnh thương hiệu Daikin, sơn lại lớp học, vệ sinh trang thiết bị và sàn lớp học, gắn máy chiếu, trang bị kệ dép cho lớp. Cho đến trước ngày 3 tháng 10, bản đề xuất đó chưa được cô bác có ý kiến phê duyệt đồng ý. Tuy nhiên, ban đại diện đã cho lắp máy lạnh và máy chiếu trước vì lo ngại các con sẽ học trong lớp nóng nực. Đến sáng ngày 3 tháng 10, cô bác mới ký vào bản đề xuất của phụ huynh lớp 6A5. Về một giáo viên chủ nhiệm 5 triệu đồng, cô bác cho biết, cô giáo chủ nhiệm lớp 6A5 cầm tiền này để mua vật dụng trang trí bảng tin lớp, sắm micro, mua khăn trải bàn. Đến hiện tại mới tiêu hết hơn 1 triệu đồng. Nhà trường đã tổ chức họp với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 6A5 và toàn thể phụ huynh của lớp giải thích lại chi tiết hơn cho các phụ huynh về các khoản chi. Trường sẽ đề nghị hoàn trả cho phụ huynh của lớp những khoản chi không thiết thực với học sinh. Cô giáo chủ nhiệm cũng sẽ hoàn trả lại cho ban đại diện cha mẹ học sinh số tiền cô đang cầm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến các bạn trên kênh YouTube Tin 3 Phút. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.